ok chào mừng anh chị đã quay trở lại với video bản tin chứng khoán 5 phút buổi sáng của mời em an thì, uh, như thường lệ vào các buổi sáng thì em an sẽ làm một video ngắn để chia sẻ tới anh chị những cái uh, diễn biến của phiên giao dịch trước đó cũng như là những cái uh, kịch bản và hành động của phiên giao dịch ngày hôm nay nhé uh, trước khi mà đi vào nội dung của chương trình thì anh chị mình đang xem video mọi người có thể ủng hộ cho em an xin một like một subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé uh, uh, ok thì đầu tiên anh ta sẽ đi vào phần uh, tổng quan phiên giao dịch uh, uh, trước đó ngày thứ sáu một chút anh chị nhé VN đấy, chúng ta ngày thứ sáu thì giảm 1,66 điểm, đóng cửa mức là 1241,48 điểm. Chúng ta có 254 mã tăng và 252 mã giảm. Uh, VN30 giảm 6,08 điểm, đóng cửa mức là 1249,14 điểm. Chúng ta có 12 mã tăng và 17 mã giảm. Uh, HN Index và Upcom thì vẫn đang giữ được cái sắc xanh ấy, anh chị nhé và số mã tăng thì cũng nhỉnh hơn. Uh, tuy nhiên thì ở sàn uh, Hồ Chí Minh anh chị thấy là số mã tăng và số mã giảm nó cũng khá là cân bằng thôi. Đó còn um, phiên ngày thứ sáu anh chị thấy là một phiên mà uh, các cổ phiếu trụ uh, kéo chỉ số giảm khá là nhiều anh chị nhé đó uh, nguyên viên 30 đã kéo giảm 6 điểm rồi đúng không và uh, tập trung vào các cổ phiếu như bắc vượng này vic vinhome này vre này ba cổ phiếu như bắc vượng đã giảm tương đối nhiều rồi ngoài ra thì cái nhóm ngân hàng là cái nhóm mà uh, tiếp tục uh, làm cho cái đà giảm của thị trường được uh, bị bị uh, uh, tăng lên anh chị nhé đó, đây, uh, CTG, BID này, Techcom này, MBB, STB này, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng. Đó thì uh, đấy là hai cái nhóm ngành, hai hai cái uh, uh, nhóm ngành chính nó làm cho viên đấy chúng ta giảm điểm. Đó, còn lại các cổ phiếu midcap thì uh, ở phiên ngày thứ sáu chúng ta thấy là cái mức độ giảm điểm nó cũng không uh, quá lớn đâu, anh chị nhá. Uh, thanh khoản ở phiên thứ sáu này của uh, của chúng ta thì vẫn đạt được 29.500 tỷ. Thì đây vẫn là một phiên, một cái mức thanh khoản mà uh, ở mức uh, khá anh chị nhá, khá lớn ở mức khá, đó. và với cái mức thanh khoản này, thì em nghĩ là thị trường ta vẫn tương đối ổn định thôi. Anh chị nhớ, vẫn tương đối ổn định. À, bao giờ mà thị trường ta có một phiên mà thanh khoản nó gọi là tăng đột biến, ấy? đó thì lúc đấy em nghĩ là chúng ta có thể là sẽ cảnh giác hơn với một cái nhịp mà rung lắc điều chỉnh ở trong ngắn hạn. À, còn hiện tại thì em nghĩ là với cái thanh khoản này thì thị trường ta vẫn tương đối ổn định thôi, có thể là đi ngang hoặc rung lắc nhẹ thôi. À, thứ sáu thì chúng ta thấy là khối ngoại bán khá nhiều nhá. khối ngoại bán uh, 358 tỷ này à, tự doanh à, tự doanh thì uh, mua dòng nhẹ thôi trừ quỹ đi thì mua dòng nhẹ thôi à, tuy nhiên thì uh, có giao dịch của khối ngoại uh, vẫn đang là một cái điểm trừ của thị trường chúng ta ở trong uh, thời điểm hiện tại nhé rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng uh, đến với phần thứ hai chị nhé phần uh, nhận định thị trường à, để cho anh chị có thể là sẽ có những cái uh, kế hoạch cũng như có những cái hành động làm sao mà Ờ, hiệu quả và an toàn nhất cho danh mục của mình nhé ở đầu tiên là sẽ đến với đồ thị trong khung ngắn hạn một chút ở trong khung ngắn hạn thì anh chị thấy là hiện tại vindex nó đã tạm thời đang bị mất cái vùng hỗ trợ một hai anh chị nhé thì để mà tích cực để mà tích cực trở lại nhé thì vindex chúng ta cần phải vượt lại được cái vùng một hai bốn mốt bốn hai bốn hai và bốn bốn đó thì lúc đấy là vindex chúng ta sẽ có những tín hiệu tích cực hơn có thể nó sẽ quay trở lại test đỉnh đó, quay trở lại test đỉnh hoặc thậm chí là tiến tới những vùng 1280 cộng trừ đó anh chị nhá thì nó cần phải vượt lại được vùng 1242 và vùng 1244 đấy là cái 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 kịch bản mà tích cực à, còn cái trường hợp mà viên đất chúng ta nếu như mà mất cái vùng 1240 anh chị nhá mất 1240 thì nhiều khả năng là sẽ về quanh vùng 1226 đến vùng 1230 cộng trừ đó trước mắt sẽ về vùng này 126, 12 và hoặc là thậm chí là có thể về nó vùng những vùng đâu đó 12 1200 cộng trừ đó, đấy là những cái diễn biến của viên đấy ở trong ngắn hạn anh chị nhá thì mọi người lưu ý cho em cái vùng 1240 1240 và vùng 1228 1226 thì ta đấy sẽ là những cái vùng uh, uh, hỗ trợ và những cái vùng mà uh, uh, nhạy cảm của viên đấy ở trong ngắn hạn nhá rồi tiếp theo viên đấy ở trong khung daily À, trong khung daily thì anh chị thấy là viên chúng ta vẫn đang có tín hiệu có khách sạn nhá khung chung dài hạn thì nó chưa gì thay đổi cho nên chúng ta sẽ không cập nhật ngày hôm nay nữa à, tuy nhiên thì ở trong ngắn hạn này vẫn đang có tín hiệu mở khách sạn đến ngày 15 tháng 9 à, cho nên là viên chúng ta vẫn có những cái khả năng là nó sẽ chững lại hoặc thậm chí là rung lắc điều chỉnh trong những phiên tới nhá thì trước mắt chúng ta sẽ vẫn là vùng 1225 đến vùng 1230 à, cái gáp đây nó sẽ là hỗ trợ đầu tiên của viên ngoài ra thì cái vùng tiếp theo chúng ta sẽ có là cái vùng 1.200 cộng trừ à, cái đường kim zoom bên dưới này anh chị nhé đó đang có những tín hiệu rung lắc điều chỉnh về đây đấy là trong khung daily thì với những tín hiệu rung lắc điều chỉnh này thì nếu như mà Vindex uh, có nhìn rung lắc về những vùng mà hỗ trợ chúng ta vừa chia sẻ mà em An vừa chia sẻ anh chị nhá thì anh chị có thể là cân nhắc uh, uh, tham gia cân nhắc mà mua với những cái uh, nhóm ngành với những cái cổ phiếu mà nó đang thu hút được dòng tiền à, ví dụ như nhóm chứng khoán nhóm bất động sản vẫn là hai nhóm ngành chúng ta ưu tiên ngoài ra thì bất động sản công nghiệp cũng không thể thiếu đúng không ạ uh, thép đầu tư công và bán lẻ đấy là những cái cổ phiếu những cái nhóm ngành mà anh chị có thể là quan tâm nhé quan tâm khi mà Vindex rung uh, lắc điều chỉnh mọi người lưu ý cho em là chúng ta chỉ tham gia được khi mà thị trường rung lắc uh, uh, điều chỉnh về những vùng hỗ trợ thôi nhé còn uh, trường hợp mà Vindex nó bật tăng lên tiếp cận lên 1270 uh, 1280 thì đấy không phải là cái vùng mà chúng ta mua nữa. Mà đấy sẽ là cái vùng để anh chị có thể là cân nhắc hạ bớt tỷ trọng và chờ những nhịp rung lắc anh chị có thể mua co vào lại nhé để trading hạ giá vốn cũng như là uh, chúng ta sẽ có những cái giá vốn uh, tốt nhất đấy, anh chị nhá. Mọi người lưu ý thêm cái điều đấy. Đó. Uh, tham gia mua mua khi mà VinDex rung lắc điều chỉnh thôi. Đó. Thì đấy là về diễn biến của VinDex ở trong khung daily cũng như là những cái nhóm ngành mà anh chị có thể quan tâm ở trong phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể quan tâm tới một vài cổ phiếu ví dụ như là ASM đang gần vùng hỗ trợ anh chị nhé Đây, nó quanh vùng 10. 10.9 đến 11 11.1 thì đấy, quanh quanh những vùng đấy thì sẽ là những vùng mà anh chị có thể cân nhắc tham gia được này. Đó, ASM, một cái cổ phiếu dành cho anh chị có thể là tham gia cà phê cà pháo được nhé ASM ở Đầu tư công thì ta có là CG đang ở vùng mua luôn anh chị nhé 13.5 13.8 đây cũng là những cái vùng mà anh chị có thể tham gia được với LCG nhé đó thì đây là hai cổ phiếu mà An giới thiệu cho anh chị để anh chị có thể tham gia trong phiên uh, thứ hai ngày hôm nay luôn rồi ok thì uh, chắc là ở trong một video ngắn thì em An uh, sẽ chia sẻ với anh chị như vậy và uh, có hai cơ hội đầu tư là anh chị có thể cân nhắc trong phiên ngày hôm nay nhé uh, thì chắc là em ăn xin phép kết thúc video ở đây anh chị mình nếu như chưa có ai đồng hành hoặc là chưa tìm được một người đồng hành phù hợp với phong cách đầu tư của anh chị thì anh chị hãy nhớ liên hệ với man qua số điện thoại trên màn hình nhé à, rất là hy vọng ta sẽ có những cơ hội để làm việc cùng với nhau ok xin chào và hẹn gặp lại anh chị